Chào tất cả các bạn, hiện tại mình lại đang có mặt ở Hàn Quốc một lần nữa. Và đợt này thì mình sẽ khám phá ẩm thực Hàn Quốc ở sân bay. Chúng ta có sữa chua ở đâu cũng có luôn. Cày rồi. Có gì mới lạ hơn không? Nín chậu. What? Thì ta đẻ cho mình lấy mà. Ê, ta bị té. Thôi, một sữa chua không biết gì cả. Và đây đây chính là bánh chi sao bằng xanh kia. Không, ta là cái này, number 5, ta là dễ thương chứ. So beautiful, honey. Ôi ơi. Có vị đào không? Chỉ là vị kem vậy không? Yeah. Yeah, yeah, ăn nó bị dâu hơi dâu nha. Ok mọi người, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm sao để ăn mà vẫn đeo khẩu trang. Ăn cho mọi người coi đi em. Mày quay cho xong đi để tao mình ăn. Ăn cho mọi người xem đi. Nhồng nhồng nhồng. Sụp 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 sụp. Không, ăn cái này nè. Ăn đi kìa. Không, không thấy, không thấy, không thấy. Không thấy, chờ. Ủa, sao mình có quả trứng đấy mà. Trứng bé này. Mai. Ủa, thằng bé này thằng thằng nào ra vị ý. Trời ơi, sao cứ vậy. Nhiều chuyện quá. Ở đây là đồ của đây là mối thầy. Đồ có nhạt không? Nhạt. Đồ đó, phèn hoài á. Ở dưới cái này là gì? Tôi không biết. Là dối đó chứ, chị của chú rồi. Dừa không thì nó cái này có thể đâu. Đây là một bữa ăn sáng quả đầu thôi. Cái này có huyết nhà lập một nhé. Ủa cái một cái ăn lòng sao lòng một tiếng sắp chết tức chết rồi mà các bạn nhé. Đây là chocolate. Thấy chưa, đã nói tiramisu đi không chịu. Đi ngon lắm á, ăn đi ngon. Dạ, ngon bánh trăm ngon thiệt luôn chị. Nhìn mặt chị không thấy ngon chị này. Ngon. Ngon cái mặt nó thấy ghê. Nó dĩ không được luôn. Nó biểu cảm quỷ ghê, nó mà xìu đồ luôn. Hello mọi người, chào mừng các bạn đã đến với Hàn Quốc. Kéo đây chúng ta đã được đi ăn không còn những món cơm nhàm chán buổi sáng. Tôi cuối cùng cũng đã được đi ăn thế nhỉ. Đang có thịt đường có hai cái đó là bắp đùi hả? DJ em hiểu không? Hai cái đó là đến đây là thịt nướng DJ đi lên nó DJ này đó. Đó, nói chung là cảm giác của em khi mình lần đầu tiên đến Hàn Quốc là đi ăn thịt nướng như nào. Muốn xem thử xem mà nó có ngon hơn thịt nướng như nào. Cái này tôi không chắc nhưng mà chắc chắn một điều đó là mắc hơn. Mắc đúng vậy. Thế thì gọi cho tao phần nào mắc nhất. Welcome to Korea. Rất là thịt bò, phần nào mắc nhất thì chị. À. Canh này là canh gì ạ? Kim chi. Canh gì? Từ từ lấy cái mic. Mời chị. Xin chào các bạn, bây giờ tôi sẽ thử một bát canh kim chi Hàn Quốc đỏ ao. Không có đứa nào lại ngon quá. Ủa? Đó nãy mình ngồi chung đi cho nó dễ quá. Tại vì chỗ này là chỗ của một vị khách mời đặc biệt. Tôi không muốn mọi người quay với tôi chán rồi mọi người ơi. Nó quay tôi chán rồi nên bây giờ tìm người mới. Tìm một em bé trẻ xinh vương mỡ hơn. Nhưng mà em đang đi ba đĩa nó chưa ổn. Thứ nhất thì mọi người đây là thịt. Người ăn không ngon. Người ăn không ngon. Cái cua cái mà chua. Ủa sao mày không ăn thịt đi má? Ủa sao vậy? Em với bạn em qua đây đi, chị đốt cho em ăn cái này. Tính cày phấn thấy một nửa thôi nhưng to mẹ em ơi. Phải ăn nhiều ra. Bên hàng người ta làm thấy nó lãng mạn lắm mà.
Không, em yêu, em đi. Để chị có muốn tiếp em lẹ lẹ. Giới thiệu mọi người, ngày hôm nay là mình được đi ăn với lại Tika. Vô luôn em, vô luôn em. Giả dối thôi, nhỏ kia chỉ là fan của đen là real. Đúng vậy. Chơi sao? Nhỏ lẻ vậy hả? Em làm lại đi. Ở giữa đường lững cứng ở giữa đường thành phố Hà Nội thành phố ở bên Hàn Quốc ngoài đây đi qua là Hàn Quốc rồi. Em sẽ thực hiện thử thách là đi vô nói tiếng Hàn, nói chung là mình không có biết nói tiếng Hàn mọi người, nó mình thật không biết gì quá cho nên là mình thử vô học sinh Hàn Quốc nè. Ok mình coi thử vô mình nha nói. Ôi đúng nha, rồi vô đi ừ. Mà ăn cái gì vậy? Công thức cái gì của anh? Một bánh gạo với lại bột cúc. Photo 한 번. Photo 하나 드려요. Photo 한 번. 그리고 떡볶이 한 번. 죄송. 왜? 이게 이제 안 해요, 뭐. 안 해요, 안 해요. Em dùng ngôn ngữ cơ thể đi. Em dùng ngôn ngữ cơ thể đi. Không, cơ thể phải bên tai chứ. Như cái này là cái bánh gì vậy? Đây bánh tiêu hả? Không, cái đó là bánh tốt, bánh trắng. Bánh tiêu mày ơi. Bánh tiêu không có gì khùng anh nó khác. Hình như ăn đây rồi trả lại cái dĩa cho ta. Phải không má? Right here. Tại vì tao muốn để dành bột ăn gà khóc xài quá. Cái này là hot dog. Vậy mình cần đi ăn được á. Ăn không biết tao là nhân trọng. Mè hả? Nếu mà đập gì? Rồi ăn. Ăn cái đó xong rồi khác nước. Im miệng. Đúng là ăn phải rất ngon thôi. Ở Việt Nam nếu mà người ta ăn thịt ngon. Cũng quá. Thôi cho ăn trước. Chưa. Cái gì đó. Cái đường. Cái nó hài quá. Ê, là lớn lên là diễn hài hả? Đâu có. Em làm make up. Đó, cái cũng có được nè, ăn qua này đi ha. Đẹp. Rồi, quá đẹp luôn. Quá đẹp. Như cái mũi dính như nước đường quá. Mày má hồng rồi. Có hồng nó muốn. Nè. Trời ơi, nhỏ chiêu trò. Đó. Trời ơi. Trời ơi, quay cái nách chị. Bánh tiêu Việt Nam. Nóng lắm. Tao nói cho tụi nó bánh tiêu mà. Ê mà nó nóng lắm. Nóng. Này giống như là uống dung nham gì á tụi bay ơi. Nó nóng nó phỏng tay tao luôn á. Thì người ta phải nóng mà. Anh từ thôi. Ui nó chạy đó nữa cho. Thôi chả. Nóng quá à. Cái này mình phải để cho nó ngồi bớt. Ngồi cái nữa cái đường nó keo lại đi ha. Đây là cầu. Hả? Ấy, khổ thật quá. Vậy mấy cái nhà đây còn tả lắm á. Đúng vậy. Đâu mấy chị em khoe đi, mỗi chị em một túi. Này mỗi túi một túi nhấp nhấp kiểu như là lần đầu tiên đi qua hàng xong bà nào ấy có một túi một túi vậy. Đúng không? Ủa giống gì nữa, chính là như vậy mà em. Chính là tôi sẽ nhấp túi tua hơn. Ồ ở trong phim Hàn Quốc á. Thôi đừng ở đây hút thuốc đúng à. Đúng rồi. Hey. Dạ.
Được đó. Cứ thấy ghê luôn ha. Trời ơi. Là cái mút rồi. Ai sợ. Mình phải thú nhận với các bạn một điều, đó là tụi mình đã đi lạc tới một cái nơi không không, không, không phải đi lạc, một đi mình lạc. Chị dẫn mọi người đi lạc. Đi lạc. Chị dẫn mọi người đi theo sao? Mà. Mình đi theo. Dẫn mọi người đi theo chứ. Tụi mình bị lạc rồi. Con kia đâu có ăn đá nữa, nó mua hẳn một cái ly đá để nó ăn đá. Ủa nó đúng rồi, chị xé ha, chị xé lên. Đây là chị cái dao hả? Cái dao là chị. Cái dao mà. Cái này là trời ơi mé này. Mé này. Cái dao á. Rồi á là lên rồi. Ủa sao? Sao ăn gì mà không nguy hiểm với cái miệng của mình quá vậy? Không, đợi hành lên đi. Rồi, không có dao gì. Lỗ gì thôi đó. Đây không phải cái dao đâu. À, ấy cái lỗ này xong rồi giờ chị khớt cái dao vậy nè. Cái dao này nó vô nghĩa. Thì mở khóa. Ủa được kìa. Nè, một má dám chỉ nè, một má dám làm nè, đó. Đây mình làm thiệt. Tay quá à. Nói sao mà vẫn làm thiệt nha. Dở gì. Nó cười lắm. Cười lắm. Ăn đây ngon hơn nè, cái này mình. Trời ạ. Là ngon hay dở? Ngon. Em rất là thích kiểu coi chị reaction á. Cái gì ạ? Chứ tất cả mọi thứ cho hàng chị thử cái này thử cái kia á. Em rất là coi chị kiểu không có gì. Em đừng hỏi là em nên thích nhỏ này hơn. Nhà này mới giải trí nè. Nhà này mới giải trí nè. Giải trí là tờ chua quá. Không có thích ăn. Anh ấy rồi. Đút kìa đi. Ăn đút kìa. Cảm ơn em. Chị em nghĩ cái đó với cái này nó hợp nhau rồi. Ông xứ hộ từ chối. Humble to see. Humble? Humble. 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 Yeah, just speak and just by yourself. Thank you. What is this sauce? Yeah, it's different. It's very spicy and not spicy. Not spicy. Không cay cho chắc đi chị. Không cay. Không cay cho chắc chắn là má. Nóng nóng. Nóng nóng. Ủa, cái gì vậy? Em quay chị nè. Ôi, mất rồi. Ngon ngon. Nhưng mà cảm giác giống như là ăn ngập răng đó, biết không? Sao sao ta? Bình thường. Không không không, cái đó nó nhiều quá. Ê, gì là ngon á. Vậy là mình nuốt luôn cái liền á mà không biết đó. Mềm á. Em thử cắn cái nha. Mềm á. Nhưng mà cái sốt chị bỏ vô chứ. Rồi rồi. Yeah, thank you. Cùng bắt khi. Ngon ngon ngon. Ngon. Đục lưỡi nè. Chọt lưỡi nè, lủng lưỡi nè. Trời ơi, cái miệng mới nút nữa. Trời ơi, cắn hết luôn. Tự nhiên bạn nào thích ăn hải sản thì sẽ ăn thịt cá nha. Bởi vì kiểu như là cái hậu nó vẫn có kiểu mùi cá cá cá. Thôi thôi thôi. Tanh á. Nhỏ này nó thấy đâm sụp bể quá à. Mà ăn thử không? Dễ nó thịt cá luôn. Mình đang kiểu đây. Ồ, đang nghe đập mày chảy ra nữa. Hết luôn, hết luôn, hết luôn, hết luôn, hết luôn. Khi đạp xe. Chưa bao giờ thấy một cái cây xúc xích nhỏ đến như vậy ở trong một cái cục bò bự. Thật dài. Có dồi nữa kìa. Dồi. Dồi hả? Dồi hả? Dồi. Có dồi hả? Dồi trường á, dồi trường á. Mẹ mày dồi trường. Phải nói là dồi ấy mà. Đúng rồi. Nó là dồi. Dồi trường là ăn. Ừ. Nó là bự. Ê làm cái khúc này mình ấm rồi. Ê đó. Đó con này. Bé này. Ngon chưa? Kim chi đảo ao không? Chị đảo ao. Sao em?